Từ xưa đến nay, bí ẩn về những xác chết không phân hủy luôn làm đau đầu những nhà khoa học. Người bình thường sau khi mất vài ngày thì thân thể sẽ bắt đầu mục rữa. Thế nhưng khoa học cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp di thể của các bậc tu hành sau khi viên tịch hàng chục năm, thậm chí là hàng trăm năm vẫn còn nguyên vẹn, không bị phân hủy, dù điều kiện bảo quản có vô cùng sơ sài. Vậy tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ này? Phải chăng hiện tượng đó đang ẩn chứa những điều huyền diệu về thân thể con người chúng ta? Chào mừng các bạn đã đến với Bí ẩn chưa lời giải ngày hôm nay, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn về hiện tượng thân thể bất hoại, nghìn năm không phân hủy trong Phật giáo. Trong lịch sử Trung Hoa xuất hiện rất nhiều trường hợp các cao tăng mà nhục thân bất hoại, không bị phân hủy, và một ít trong số chúng đã may mắn được bảo tồn cho đến ngày nay, khai thị cho thế nhân về sự thần kỳ của Phật Pháp. Nhục thân cổ nhất còn lưu lại chính là chân thân của Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông. Lục Tổ Huệ Năng, sinh năm 638, mất năm 713, là một đại sư được người đời tôn sùng, là vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc. Ông là trường hợp thân thể bất hoại đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc. Tới nay đã trải qua hơn 1.000 năm lịch sử và hiện vẫn được thờ cúng tại Nam Hoa Tự ở thị trấn Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo dân gian tương truyền rằng, các cao tăng đắc đạo sau khi viên tịch mà cơ thể không bị phân hủy được gọi là thân thể Bồ Tát. Tại rất nhiều vùng sông núi nổi tiếng ở Trung Quốc, người ta đều phát hiện các trường hợp thân thể tăng nhân không bị phân hủy. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Huệ Năng đại sư của thời nhà Đường, cơ thể trải qua hàng nghìn năm mà vẫn nguyên vẹn. Tường truyền rằng, trong cuộc cách mạng văn hóa đẫm máu do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động, Hồng vệ binh vì muốn bài trừ mê tín dị đoan, xóa bỏ các thể loại yêu ma quỷ quái, và để kiểm chứng xem Huệ Năng đại sư trong truyền thuyết được mọi người tôn sùng liệu có phải do con người ngụy tạo hay không, quân lính từng lấy đinh đóng vào ngực của đại sư, khoét một lỗ nhỏ. Kết quả phát hiện ra cơ thể và khí quản của đại sư vẫn còn nguyên vẹn, rất đầy đủ. Cảnh tượng lúc đó khiến mọi người có mặt tại hiện trường vô cùng sợ hãi, liền quỳ xuống vái lạy liên tục. Nhục thân của đại sư Huệ Năng hiện vẫn được thờ cúng tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nơi được biết đến với môi trường ẩm ướt oi bức. Nhưng cho đến nay, đã trải qua 1.200 năm mà thân thể kim cương bất hoại của vị đại sư này vẫn không bị phân hủy hay khô héo. Thần thái vẫn rất khoan thai điềm tĩnh, trông rất sống động. Không chỉ xuất hiện ở Trung Quốc, tại Việt Nam cũng có hiện tượng thân kim cương bất hoại của các vị thiền sư khi các nhà khoa học phát hiện ra những bức tượng chứa thi hài không phân hủy đã trải qua hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm vẫn còn nguyên vẹn. Đầu tiên là nhục thân của thiền sư Như Chí năm 1971. Người ta phát hiện trong một ngôi tháp cổ tại chùa Tiêu Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có một bức tượng cổ hình người ngồi trong tư thế kiết già, nhưng vì lý do tôn giáo nên mọi chuyện đã được giữ kín. Sau đó, không may bức tượng bị một kẻ trộm cắp phá hoại, bất ngờ để lộ ra cả phần xương cốt người thật bên trong. Sau sự kiện này, các nhà khoa học mới có cơ hội tiếp cận bức tượng để tôn tạo và nghiên cứu. Sau 300 năm ngồi trong bảo tháp, bức tượng được đưa đến nơi tu bổ trong trạng thái hư hỏng trầm trọng. Trải qua quá trình khám phá, chụp X-quang, các nhà khoa học lúc này vô cùng bất ngờ khi phát hiện trong bụng bức tượng vẫn còn nguyên lục phủ ngũ tạng. Đây được coi là phát hiện chấn động thời điểm đó. Điều này chứng tỏ truyền thuyết Phật giáo là có thật. Các vị cao tăng có thể tu luyện để đưa cơ thể vào cảnh giới bất hoại, dù cho đã qua đời nhưng thi thể không hề bị thối rữa. Ngay lập tức, danh tính người ngồi trong tháp cổ được làm rõ. Đó là di thể của Hòa Thượng Như Chí, trụ trì đời thứ 15 của chùa Tiêu Sơn, đã viên tịch năm 1723, tức là Ngài đã ngồi trong căn bảo tháp suốt 3 thế kỷ. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học xác định hợp chất bao bọc quanh thi thể bao gồm sơn ta, mùn cưa, giấy gió và đất gò mối. Và sau 6 tháng tồn tại, bức tượng nhục thân thiền sư Như Chí đã trở về nguyên bản ban đầu, được đặt trong một chiếc khám rồng, mặt kính chứa đầy khí nitơ để bảo vệ pho tượng. Bên cạnh đó, tại Việt Nam cũng xuất hiện hai bức tượng được cho là thân kim cương bất hoại của hai thiền sư Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh tại chùa Đậu, huyện Thường Tín, thủ đô Hà Nội. Các thiền sư tọa hóa, viên tịch khi đang ngồi thiền, tới vài trăm năm, cả nghìn năm vẫn còn nguyên vẹn không cần hóa chất bảo quản. Vào năm 1983, trong lúc tham quan tại chùa Đậu,
Phó giáo sư tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Lân Cường nhìn thấy một bức tượng giống người thật đến kỳ lạ. Khi lại gần xem kỹ, ông phát hiện một vết nứt nhỏ trên trán tượng làm lộ phần xương sọ. Ngay lập tức, các nhà khoa học đưa bức tượng đi chụp X-quang. Kết quả cho thấy sau lớp vỏ bức tượng là di thể của một người đàn ông, đó chính là nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh, tu hành tại chùa vào thế kỷ 17. Tương truyền, khi nhà sư biết mình chuẩn bị viên tịch, đã nói các đệ tử mang một chum nước uống, một chum dầu để thắp. Khi nào thấy dứt tiếng mõ, hãy mở cửa am ra. Nếu thấy thi thể đã hỏng, thì dùng đất lấp am đi. Còn ngược lại thì dùng sơn ta bả lên thi thể. Dứt lời, cụ bước vào am tọa thiền và chỉ còn nghe vẳng ra tiếng mõ tụng kinh suốt ngày này qua ngày khác. Tròn trăm ngày khi không còn nghe tiếng mõ nữa, các đệ tử vội mở cửa am ra, thấy ngài vẫn ngồi đó như lúc đang tọa thiền. Nhớ lời thầy dặn, các đệ tử vội lấy sơn ta bả lên thi hài, tạo thành bức tượng. Đáng chú ý, thi thể vị thiền sư không hề bị thối rữa, ngược lại vẫn có thể tồn tại đến tận 400 năm. Khác với những xác ướp Ai Cập, thi hài của ngài không cần bỏ bớt nội tạng hay hút não ra ngoài, chỉ cần để yên như vậy cũng có thể tồn tại và không sợ hoại tử. Những lớp bao bọc bên ngoài là để bảo vệ ngài khỏi những sinh vật gặm nhấm và ẩm mốc. Cũng tại chùa Đậu còn tồn tại một pho tượng khác, đó là tượng của thiền sư Vũ Khắc Trường, người được cho là trụ trì kế tiếp thiền sư Vũ Khắc Minh. Cũng theo lời kể lại, sau khoảng hơn 10 năm sau, đại sư Vũ Khắc Trường dường như cũng đã biết trước số mệnh của mình đã hết. Ngài cũng vào am, gõ mõ tụng kinh, rồi tọa hóa một cách lạ lùng như vậy. Cùng được lưu trữ tại chùa Đậu, nhưng vào năm 1893, chùa bị lụt vì để ở vị trí thấp hơn, nên bức tượng nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Trường đã bị hư hỏng nặng. Những bậc cao niên trong làng đành thu nhập xương cốt trong tượng, rồi sắp xếp lại, tạo nên một bức tượng khác. Bức tượng mới cũng được thực hiện theo cách cũ, bao gồm các chất liệu là sơn ta, vải màn, giấy gió, mặt cưa và đất gò mối. Tuy nhiên, do việc xếp lại các xương đã dẫn đến tình trạng xếp sai vị trí các xương, dẫn đến hiện tượng lắp nhầm xương ống chân lên xương cánh tay, khiến cánh tay tượng trở nên dài một cách kỳ quái. Năm 2003, trong một lần tu bổ, các nhà khoa học đã chỉnh lại sai sót này. Tuy nhiên thật đáng tiếc là trận lụt năm 1893 đã tàn phá những phần mô mềm của thiền sư, kéo theo cùng với đó là những bí mật mãi mãi không bao giờ được khám phá. Câu chuyện về hai vị thiền sư nổi tiếng Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường sau 100 ngày không ăn không ngủ, dù linh hồn đã lên cõi Phật, song còn để lại nhân gian một thân thể kim cương bất hoại, hay còn gọi là xá lợi toàn thân, vẫn luôn được lưu truyền từ đời này qua đời khác.